Xin chào quý vị. Thành phố San Jose đã hợp tác với quận hạt Santa Clara để tạo ra một chương trình mới để giúp những người mượn nhà và người chủ nhà giải quyết những vấn đề. Chương trình này là miễn phí để tham gia và người chủ nhà và người mượn nhà có thể tự nguyện tham gia vào chương trình. Những vấn đề có thể giúp giải quyết bao gồm không trả tiền nhà hoặc tiền đặt cọc. Nếu như quý vị muốn tham gia vào chương trình, xin quý vị liên lạc với Bộ Di cư của thành phố San Jose. Số phone là 408-975-4480. Xin cảm ơn quý vị.